Vào đêm thứ Bảy ngày 24 tháng 8, một kho đạn dược đã phát nổ ở tỉnh Voronezh sau cuộc không kích. Quân xâm lược Nga tại thành phố Mariupol đã phải hứng chịu một đợt tấn công mạnh mẽ từ phía Ukraine. Thủy thủ Nga ngồi đông đưa trên xích đu trong lúc điều khiển thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất để đối phó với xuồng tự sát của Ukraine. Nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập thứ 33 của Ukraine, Tổng thống Zelensky đã có bài phát biểu mạnh mẽ trước toàn dân, cam kết sẽ trừng phạt những kẻ xâm lược và chiếm đóng đất nước. Triều Tiên mới đây đã bày tỏ quan ngại và lên án kế hoạch chiến lược hạt nhân của Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên sân khấu với ứng viên Tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. vài giờ sau khi vị này thông báo đình chỉ chiến dịch tranh cử. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần thông tin chi tiết. Xin mến chào quý khán giả đang đến với bản tin chiến sự Nga-Ukraine và tình hình thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Sài Gòn Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Chúng tôi xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Vào đêm thứ Bảy ngày 24 tháng 8, một kho đạn dược đã phát nổ ở tỉnh Voronezh sau cuộc không kích. Thống đốc tỉnh Voronezh Alexander Gushev cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại ba khu định cư ở quận Ostrogovsky để khắc phục hậu quả của hỏa hoạn và các vụ nổ vật thể. Vụ nổ vẫn đang tiếp diễn, tôi yêu cầu người dân trong quận tuân thủ các biện pháp an toàn, thống đốc địa phương cho biết. Theo các nhà phân tích, vụ nổ thiết bị nổ đang diễn ra tại một địa điểm gần làng Nova Melnitsia. Theo thống đốc, khu vực này đã bị tấn công bởi ít nhất 5 máy bay không người lái tấn công và được cho là đã bị bắn hạ. Nhóm Astra Telegram đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh người dân địa phương, ghi lại cảnh cháy và tiếng nổ của đạn dược. Astra cho biết, có một trung tâm đào tạo dành cho các chuyên gia trẻ của lực lượng thiết giáp thuộc Bộ Quốc phòng Nga tại Ostrohost. Ngoài ra, các nhà phân tích người Ukraine đã công bố một video từ tỉnh Voronezh, trong đó cho thấy âm thanh của động cơ phản lực. Các nhà phân tích cho rằng các mục tiêu quân sự của Nga đã bị tấn công bằng hỏa tiễn hành trình Neptune của Ukraine. Trở lại năm 2023, người ta biết rằng ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang nghiên cứu phiên bản tầm xa của hỏa tiễn hành trình Neptune. Công việc đang được tiến hành để tạo ra cái gọi là Neptune dài. Đây là một phiên bản cải tiến mới của hỏa tiễn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết. Ban đầu, hệ thống RK-360MC Neptune được thiết kế để tấn công tàu chiến địch. Hỏa tiễn hành trình cải tiến của Ukraine được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Chiều ngày 23 tháng 8, quân xâm lược Nga tại thành phố Mariupol đã phải hứng chịu một đợt tấn công mạnh mẽ từ phía Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác, gây ra hàng loạt vụ nổ lớn tại cơ sở của lực lượng Nga ở khu vực này. Cố vấn thị trưởng Mariupol, ông Peter Andruchenko, đã xác nhận thông tin này trên Telegram. Ông Andruchenko cho biết, ít nhất 7 vụ nổ đã xảy ra tại Mariupol, khiến thành phố trở nên nóng đối với quân chiếm đóng Nga. Thông tin về vụ nổ được xác nhận từ nhiều nguồn khác nhau, cho thấy quy mô và sức mạnh của cuộc tấn công. Đáng chú ý, hệ thống phòng không của Nga không có phản ứng nào trước đợt tấn công này, cho thấy khả năng phòng thủ của họ đã bị suy yếu. Mục tiêu chính của cuộc tấn công được cho là các lực lượng phòng không của Nga nằm trong khu vực tam giác phía tây bắc Mariupol, Nikolskoye, Magus. Hiện tại, các chi tiết cụ thể về thiệt hại và hậu quả của cuộc tấn công vẫn đang được làm rõ. Đây không phải là lần đầu tiên Mariupol trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Trước đó, vào đầu tháng 8, một căn cứ của quân chiếm đóng tại khu vực nhà máy kho lạnh Mariupol đã bị đánh trúng, gây ra một vụ cháy lớn. Ngoài ra, các vị trí của hệ thống phòng không S-300 của Nga tại Mariupol cũng đã bị tấn công và phá hủy trong những đợt tấn công trước đó. Các đợt tấn công này cho thấy quyết tâm của Ukraine trong việc giáng những đòn mạnh vào lực lượng chiếm đóng Nga, đặc biệt là tại những khu vực chiến lược như Mariupol. Cuộc chiến ở đây đang diễn ra quyết liệt và những hành động này càng làm suy yếu khả năng kiểm soát của Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Kênh truyền hình nhà nước do Bộ Quốc phòng Nga quản lý Zvezda ngày 21 tháng 8 chia sẻ video các thủy thủ nước này ngồi đung đưa trên xích đu trong lúc điều khiển thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV trên vùng biển thuộc vịnh Phần Lan. Một xuồng không người lái USV của Nga xuất hiện trên mặt nước, giống loại khí tài được Ukraine thường xuyên sử dụng để tấn công hạm đội Biển Đen ở xung quanh khu vực bán đảo Crimea. Trong bình luận trên Telegram, Zvezda cho biết, chuyển động lắc lư trên xích đu giúp các thủy thủ Nga làm quen với sóng biển, dường như nhằm thích nghi với hoàn cảnh phải điều khiển drone trên thuyền trong điều kiện thời tiết xấu.
Theo Zvezda, drone đang rất được các thủy thủ Nga quan tâm và vũ khí này có thể chống USV một cách hiệu quả. Xuồng không người lái tự sát là mối đe dọa lớn với hải quân Nga trong cuộc chiến. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Ukraine đã đánh chìm, gây hư hại hoặc phá hủy ít nhất 1/3 lực lượng của hạm đội Biển Đen Nga từ đầu chiến sự, một phần nhờ sử dụng các mẫu USV như Magura V5 hay Sea Baby. Nga đã áp dụng nhiều cách để đối phó, bao gồm tăng cường tuần tra bằng chiến đấu cơ, bố trí tổ đội súng máy trên tàu và gia cố lớp phòng thủ ở bến cảng. Dù vậy, các phương án tốn nhiều công sức này phần lớn vẫn chưa phát huy hiệu quả. Một giải pháp tiết kiệm hơn là sử dụng drone FPV để chống lại xuồng tự sát. Samuel Bendet, cố vấn của Trung tâm Nghiên cứu Hải quân CNA và là chuyên gia về drone cho biết, Nga đã đưa drone FPV vào chương trình huấn luyện cách đối phó USV Ukraine được một thời gian. Tuy có giá thành rẻ, drone FPV có tính linh hoạt cao hơn nhiều so với súng máy. Ngoài việc tiêu diệt các mối đe dọa đang đến gần, khí tài này còn có thể được sử dụng với nhiều nhiệm vụ khác, gồm tình báo, trinh sát, giám sát và thu thập mục tiêu. Bendet cho biết sử dụng xích đu để mô phỏng chuyển động của sóng trong điều kiện thời tiết xấu là phương pháp huấn luyện tương đối mới. Tuy nhiên, trong điều kiện này thì drone FPV cũng khó phát huy được hiệu quả tác chiến do chúng nhỏ, nhẹ và dễ bị mưa, gió gây ảnh hưởng. Chuyên gia này chỉ ra rằng, trong video do Zvezda đăng, Nga đã sử dụng một mẫu USV nội địa để mô phỏng xuồng tự sát của Ukraine. Điều này mang lại môi trường huấn luyện chân thực hơn cho các quân nhân so với chỉ đặt một vật thể trên biển và coi đó là USV. Hiện chưa có nhiều thông tin về chương trình xuồng không người lái nội địa của Nga, song nhiều khả năng chúng sẽ được sử dụng cho cả mục đích phi huấn luyện. Nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 33 của Ukraine vào ngày 24 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu mạnh mẽ trước toàn dân, cam kết sẽ trừng phạt những kẻ xâm lược và chiếm đóng đất nước. Bài phát biểu được ghi lại tại khu vực Sumy, một khu vực biên giới phía đông, nơi lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn ở khu vực Kursk. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky khẳng định tình yêu đối với Ukraine là không thể thay đổi. Ông nói, đây là Ukraine, một khi đã đến, bạn sẽ yêu. Đã đến thăm một lần, bạn sẽ quay lại. Không thể trao nó cho bất cứ ai. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng cuộc chiến mà Nga khởi đầu cách đây 2,5 năm đã quay trở lại như một boomerang và kẻ thù của Ukraine sẽ phải trả giá đắt. Tổng thống Ukraine hứa sẽ tiếp tục trừng phạt kẻ thù, đồng thời nhắc nhở rằng bất kỳ ai cố gắng biến đất nước Ukraine thành một vùng đệm sẽ phải đối mặt với hậu quả trên chính lãnh thổ của họ. Ông cũng khẳng định rằng không có nơi nào ở Liên bang Nga sẽ an toàn trước sự trừng phạt của Ukraine. Tổng thống Zelensky gọi Nga là quốc gia khủng bố số 1 trên thế giới và tuyên bố rằng Nga sẽ phải chịu sự trừng phạt theo kiểu Ukraine. Ông cũng chỉ trích nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, cảnh báo rằng Ukraine sẽ không cho phép bất kỳ phần lãnh thổ nào của mình trở thành vùng xám dưới lá cờ vàng xanh của quốc gia. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện chúc mừng Tổng thống Zelensky nhân ngày độc lập của Ukraine và công bố một gói hỗ trợ quân sự lớn mới cho Kyiv. Tổng thống Zelensky cũng xác nhận sự khởi đầu của cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kharkiv, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến bảo vệ độc lập và chủ quyền của đất nước. Triều Tiên mới đây đã bày tỏ quan ngại và lên án kế hoạch chiến lược hạt nhân của Mỹ sau khi có thông tin Tổng thống Joe Biden vừa phê duyệt bản sửa đổi. Chúng tôi sẽ luôn tìm mọi cách tăng cường sức mạnh chiến lược của mình để kiểm soát và loại trừ tất cả thách thức an ninh có thể phát sinh từ việc điều chỉnh trạng thái hạt nhân nguy hiểm của phía Mỹ, đồng thời kiên quyết chống lại mọi mối đe dọa hạt nhân. Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 24 tháng 8 cho biết, tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden hồi tháng 3 phê duyệt kế hoạch chiến lược hạt nhân mới, lần đầu tiên định hướng lại mục tiêu răn đe của Mỹ để tập trung vào đối phó việc Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Bước thay đổi này diễn ra bắt nguồn từ việc ngũ giác đài tin rằng kho dự trữ vũ khí hạt nhân Trung Quốc sẽ sánh ngang với quy mô và mức độ đa dạng của Mỹ và Nga trong thập niên tới. Kế hoạch chiến lược hạt nhân mới của Mỹ cũng nhằm giúp nước này sẵn sàng đối phó với khả năng Trung Quốc, Nga và Triều Tiên cùng phối hợp tạo ra thách thức hạt nhân chung. Tòa Bạch Ốc hôm 20 tháng 8 khẳng định kế hoạch chiến lược hạt nhân này là thông tin mật, nhưng tuyên bố nó không phải là phản ứng với bất kỳ quốc gia hay mối đe dọa cụ thể nào. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng nỗ lực của các quốc gia nhằm tăng cường năng lực phòng thủ để đối phó mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Mỹ không bao giờ có thể là cái cớ để Washington tăng thêm vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng lực lượng hạt nhân đủ mạnh và đáng tin cậy để bảo vệ vững chắc chủ quyền cũng như lợi ích an ninh của đất nước theo đúng kế hoạch đã định. Tòa Bạch Ốc chưa bao giờ công bố Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt chiến lược sửa đổi, được gọi là hướng dẫn triển khai hạt nhân.
Tài liệu trên cập nhật khoảng 4 năm một lần, được phân loại tuyệt mật đến mức không có bản điện tử mà chỉ có tài liệu giấy dành cho một số quan chức an ninh quốc gia và chỉ huy ngũ giác đài. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21 tháng 8 cho biết họ quan ngại về thông tin trên nhưng không nêu phản ứng cụ thể. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23 tháng 8 đã lên sân khấu với ứng cử viên Tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. vài giờ sau khi vị này thông báo đình chỉ chiến dịch tranh cử. Ông Trump đồng thời cam kết công bố tất cả tài liệu còn lại liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy nếu ông đắc cử vào tháng 11. Phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Glendale, bang Arizona, ông Trump còn cam kết nếu đắc cử, ông sẽ thành lập một nhóm gồm các chuyên gia hàng đầu làm việc với ông Kennedy Jr. để giải quyết các vấn đề sức khỏe ở trẻ em. Ông Kennedy Jr., người xuất thân từ một trong những gia tộc chính trị dân chủ nổi tiếng nhất nước Mỹ, đã nhận được sự chào đón nhiệt liệt từ các đảng viên Cộng hòa khi ông bước lên sân khấu cùng cựu Tổng thống Trump. Trước đó, vào ngày 23 tháng 8, ông Kennedy Jr. đã thông báo đình chỉ chiến dịch tranh cử và chuyển sang ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Diễn biến này đồng nghĩa ông Kennedy Jr. đình chỉ chiến dịch tranh cử được ông bắt đầu với tư cách là một ứng viên đảng Dân Chủ trước khi trở thành ứng viên độc lập. Hiện chưa rõ liệu sự ủng hộ của ông Kennedy Jr. có giúp ích gì cho cựu Tổng thống Donald Trump hay không, bởi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump và bà Kamala Harris đang sát sao. Ông Kennedy Jr. cho biết ông sẽ rút khỏi cuộc đua ở các bang chiến trường, nơi ông có thể thu hút phiếu cử tri đoàn từ cựu Tổng thống Trump. Chiến dịch tranh cử của ông Kennedy Jr. vẫn sẽ được duy trì ở những bang khác. Có thời điểm chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden và của cựu Tổng thống Trump đều có dấu hiệu lo ngại rằng ông Kennedy Jr. có thể thu hút đủ số phiếu để làm thay đổi kết quả bầu cử. Trong bài phát biểu ngắn tại sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Glendale nêu trên, ông Kennedy Jr. khẳng định ông Trump sẽ làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại và ông Trump sẽ là tổng thống có thể bảo vệ chúng ta khỏi chủ nghĩa toàn trị. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.